Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, nằm ở trên đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, là nơi lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng. Quảng trường này còn là nơi ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đặc biệt, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước đây, nơi đây là một khu vực nằm trong phạm vi Hoàng Thành Thăng Long, thời Gia Long. Khu vực quảng trường Ba Đình ngày nay tương ứng với khu cửa Tây của ngôi thành mới, được Minh Mạng đổi tên thành là thành Hà Nội vào năm 1831. Sau khi kiểm soát được toàn bộ Đông Dương, năm 1894, quân Pháp cho xây dựng một vườn hoa nhỏ tên Jean Bon Pouvignier, hay còn gọi là quảng trường tròn. Xung quanh vườn hoa Pouvignier này là một số công trình cơ sở, biệt thự như phủ tọa quyền năm 1902, nay là phủ chủ tịch. Trường Anbesaro năm 1919, nay là cơ quan trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và Sở Tài chính năm 1925, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao. Năm 1945, Đốc lý Hà Nội, tức là bác sĩ Trần Văn Lai, đã đổi tên thành Vườn Hoa Ba Đình để kỷ niệm vùng Ba Đình ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, nơi đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Nghi lễ thượng cờ và hạ cờ ở xung quanh quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào năm 2001. Cứ vào đúng 6 giờ sáng vào mùa hè và 6 giờ 30 sáng vào mùa đông. Nghi lễ hạ cờ thực hiện vào lúc 21 giờ tối hàng ngày. Lễ hạ cờ được thực hiện với nghi thức tương tự như lễ thượng cờ. Quảng trường Ba Đình ngày nay
có khuôn viên với chiều dài là 320 mét và chiều rộng là 100 mét, có 210 ô cỏ xen giữa, các lối đi rộng là 1m4. Giữa quảng trường là cột cờ cao 25 mét. Đây là nơi diễn ra các cuộc diễu hành nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam và cũng là một địa điểm tham quan vui chơi dạo mát của du khách và người dân Hà Nội. Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn gọi là Lăng Hồ Chủ tịch hay Lăng Bác, là nơi gìn giữ di hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng chính thức khởi công từ ngày 2 tháng 9 năm 1973 tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình và khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975, gồm 3 lớp với chiều cao là 21,6 mét. Chiều rộng là 41,2 mét. Bên ngoài lăng được ốp bằng đá granite xám.
bên trong làm bằng đá xám và đỏ, được đánh bóng xung quanh. Xung quanh bốn mặt là những hàng cột vuông bằng đá hoa cương. Lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp. Ở mặt chính có dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá hồng màu mặn chính. Phía sau lăng là khu lưu niệm. Tại đây có bảo tàng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn ao cá Bác Hồ, chùa Một Cột hòa quyện trong các khu vườn rộng lớn, trồng hơn 250 loài thực vật từ khắp nơi mọi miền Việt Nam. Đó. Chút xíu mình gửi. Dạ. Bất ngờ lúc mình không được thôi trong kia. Dạ. Vô tim mình được quay. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong. Trời Ba Đình xanh trong tòa hương sắc sen hồng. Về thăm Bác hôm nay bao mến thương sao xuyến trong lòng. Xin kính dâng người nghĩa tình sâu nặng của núi sông. Ngọn đuốc Bác thắp đêm đông để có non sông tươi sắc hồng ngày xuân trong hào quang của Bác. Tiếng người giờ đây vẫn âm vang và mai sau vẫn truyền tiếng diêu hiền ngân trong nắng Ba Đình tràn đầy niềm tin. Lòng nhân ái mênh mông Bác đã dành cho đảng cho dân, từng tấm lòng bình minh lời của Bác ân cần. Bài thơ Bác năm xưa nay chúng con đã chấp thêm phần, xây nước non nhà tươi đẹp muôn đời vinh viễn mùa xuân. Tổ quốc thống nhất vinh quang, lòng Bác vui khi con cháu về càng đông trong tình thương của Bác. Với ngàn đài hoa ngắt hương sen toàn dân yêu kính người, hôm nay đứng bên người con xin khắc sâu lời người trọn đời thủy chung. Tình thương của
cao ở xung quanh Lăng Bác đây mà cũng có quay phim rồi nè ha. Cải son không có kêu hoàng gao nha. Cải son. Cải son, cải vô, cải xe, cải cúc. Cầu Thanh Trì, Hà Nội. Mày nghe cộng ghê hả đại ha? Cộng ghê lại nghe ma tiểu á. Vinhome Ocean Park, thành phố biển hồ, tọa lạc tại giao điểm vàng của huyện Gia Lâm, chỉ với ít phút di chuyển qua cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy hay cầu Thanh Trì. Vinhome Ocean Park là đại đô thị sở hữu ưu thế kết nối thuận tiện và nhanh chóng tới các khu vực trung tâm chính quận Hà Nội. Đó đó đúng rồi đó. Đó bên đó là nướng à. Cái đó là bếp nướng nhưng mà bếp lẩu. Sao nhân tạo để cho mà chị đi biết mà. Nhân tạo á, biết cắm trại mà trời á. Để mình nướng. Dạ ngoài rồi đó. Bếp bên tay mặt của mình á, thấy rồi xong như nhân tạo. Đi thẳng. Vinhome Ocean Park là dự án đại đô thị văn minh hiện đại được quy hoạch theo mô hình sinh thái phong cách Singapore, với điểm nhấn là hồ điều hòa rộng 24,5 hecta và biển hồ giữa lòng thành phố, được ví như một thành phố đại dương thu nhỏ với hệ thống tiện ích, lý tưởng và độc đáo. Đây có quả cầu. Dạ, mình tham quan đến 2 giờ, tham quan chụp ảnh đến 2 giờ cô chú. Anh đứng đó, anh để nó luôn, cái tháp này để nó luôn. À, ngoài cái tháp cao lắm. Vô ACB rút tiền ngân hàng châu Á. Đây có cái cảnh này ở giữa thành phố, có cái gọi là hồi nãy giới thiệu là một cái vùng là biển nước ngọt và cái là biển nước mặn.
Dự án Vinhome Ocean Park đã bắt đầu được bàn giao từ năm 2020 và đến nay đã hình thành nên một khu đô thị đẳng cấp và tiện ích bậc nhất tại Hà Nội. Với 31 tòa căn hộ đã được bàn giao thuộc 3 phân khu Sapphire 1, Sapphire 2 và The Grand Park. Khoảng 3.000 căn biệt thự liền kề, shop house và shop thương mại dịch vụ đã được bàn giao. Giữa lòng thủ đô mà có một cái biển nước mặn này nè. Đây là bãi tắm à, bãi tắm nhân tạo do tập đoàn Vinhome thiết kế và xây dựng nè. Chạy vậy ha, mình ngừng lại. Ngừng chứ anh chạy hoài đâu được. Không phải ngừng chứ. Đẹp quá em ơi. Chắc mình cũng phải cho mình đi tham quan chụp hình. Trải nghiệm trước cái đã. Tới biển Nha Trang rồi cô chú ơi. Biển Vinhome. Ý dẫn đâu, ý dẫn biển Nha Trang chứ bảo. Dạ, chắc biển Nha Trang quá. Đó. Đó, mình tạm thời mình xuống dừng chân đây chút xíu đi. 13 tòa căn hộ đang thi công thuộc 3 phân khu là Pavilion, The Judith và Master Waterfront. Cư dân Vinhome Ocean Park sẽ là những công dân thủ đô đón đầu xu thế sử dụng phương tiện giao thông công cộng hiện đại trong di chuyển. Tại Vinhome Ocean Park, kiến tạo một thành phố với điểm nhấn là biển hồ nước mặn 6,1 hecta cùng với hồ trải cát trắng là 24,5 hecta mang lại cuộc sống biển xanh cát trắng mỗi ngày cho cư dân nơi đây. Mang tầm vóc của một đại đô thị đẳng cấp quốc tế, Vinhome Ocean Park còn nổi bật với các hệ thống đại tiện ích như Gym Park, BBQ Park cùng hàng trăm sân thể thao đa dạng hài hòa giữa không gian sinh thái, cây xanh và mặt nước. Được quy hoạch bởi đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của thế giới IDSL với mật độ xây dựng thấp chỉ gần 19%. Cư dân tương lai của thành phố biển hồ còn được thụ hưởng các tiện ích khác như bể bơi, sân chơi, vườn cây, đường dạo cùng các cơ sở y tế, trường học các cấp, trong đó có đại học Vin University tiêu chuẩn quốc tế. Không xuống được. Thank you.
Đây là con đê nằm ở thành phố Hòa Bình, cũng là cái tuyến đầu của thủy điện Hòa Bình đây. Đoàn của chúng tôi buổi tối thì lang thang trên cái con đê của sông Đà, và đây cũng là thành phố Hòa Bình. Tết Quý Mão vừa qua, đến nay việc khôi phục thị trường khách du lịch lớn nhất này chưa được như kỳ vọng. Thái Bình, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thành phố Tận Bình Trung phản ánh. Đến nay mới chỉ có khoảng 1.500 du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa, ít hơn rất nhiều so với các thị trường khác như Hàn. Sáng ngày đây, quay phim được chứ còn chụp hình không đi bên đây thôi.